mày chỉ biết khóc không chịu đi khám phá. Đứng dậy mày cầm sách bút mày đi với tao mà đánh giá. Tao đưa mày về châu thổ xem thuyền và đánh cá. Còn mấy thằng nhóc mà không có thích vui lòng mày tránh ra. Mời mày bước tới đất miền Tây tao cho mày nghe tiếng đàn cò. Buông một củ sông nước và mày sẽ thấy các đàn cò. Mày đi thì đừng có lo những thứ ở đây là đáng có. Đói cũng đéo có chết tài nguyên thiên nhiên đã ban cho. Tụi tao bát ngát đồng sen ở tháp 10. Miệt vườn có cái bè hoa quả xài cát bưởi. Còn đa dạng hải sản lúc nào cũng phải tư. Tao nói mày nghe dân trên trà sư ốc xi là phải hửi. Còn chén cơm tụi mày đang ăn là nhờ cánh đồng của ngoại tao. Dân miền Tây chất phát hoa đồng thích ngoại giao. Mày qua Long Xuyên chợ nổi alo cho bạn tao. Nó sẽ đưa mày đi thật xa và hỏi muốn chơi cái loại nào. Đi về Sóc Trăng quê tao mà chơi đi. Tụi tao chèo, tụi tao lái khoái, tụi tao hái, tụi tao uống cho tụi mày hai. Thế thì đừng có hút lên là sao đường còn dài. Ok tao cho mày gửi con dây sải cánh 1m2 uống đi. Ở tía tao nói mày uống đi. Mày cầm ly rượu mày uống đi. Ở chơi xà lan tới sáng và sớm thêm vui ta kết mày uống đi. Ở rượu Xuân Thạnh mày uống đi. Từ bên Trà Vinh đó uống đi. Anh em ta xỉn anh em ta tới nay luôn mày uống đi. Và tao từng sống ở Sài Gòn như ở đợ. Gia tụi tao đang bóng nơi tao xin là ở chợ. Mà thôi đi về quê tao nếu mày muốn thấy điều đáng sợ. Và tao có thằng bạn đang đỉnh ở đất châu đất là Gangster. Nó cứ nhắc với tao biên giới có cái khu là casino. Thằng anh đang canh bên dưới người đi vào đi ra đi vô. Nhìn tao nắm mất tỷ số thích nhâm như cả Atiso. Khi đem xuống phố lên đèn nó nói là đẹp như Tokyo. Nghe radio vét sóng đầu lời đang tương duyên anh tư đĩa. Tôi chia của thằng đầu đàn khi nó có tiền anh tư sẻ. Nhưng mà tụi tao tuyên bố là dân miền Tây chơi đúng nghĩa. Đâu có cái súng trẻ mày kêu tao khai thì còn quê. Tụi mày có nhớ câu chuyện giết người mà không cần dùng súng hay dao. Nhang đèn tiếng lóng kèm theo bùa chú là thầy tao. Ông cho tao đi thông não mấy thằng không biết sống sao. Đứng dậy đi và nó động não để ngày nào đó được giống tao. Anh em miền Tây ta bập bình dập dinh và gặp kinh. Cảnh đẹp nơi đây và tụi nó thấy nên người phương Tây đời chụp hình. Có khi ánh nắng như cực hình, giờ lại đang treo trên lục bình. Những lúc phải tính bộ não của tao kết cấu y như được lập trình. Mấy thằng chó tụi mày không biết đồng bằng Cửu Long là gì. Mày không biết chợ nổi quê tao là gì. Mày không biết những con người luôn sống vì công việc tất cả nỗ lực để kiếm miếng ăn. Mua rồi bán nhà thằng em tao ở sâu trong miệt vườn đèn đường không có vì đời nó vẫn chưa được sáng.